Vụ Mr. Pibbs, nhân viên bị cho ăn đòn nếu không đạt chỉ tiêu lùa gà. Truy xét nhóm thanh niên hành hung tới tấp người trên đường. Bắt tạm giam người mẹ ép con gái ruột phục vụ cha dượng ở Bình Dương. Bắt tài xế, tiếp viên xe buýt cùng người giao hàng ẩu đả ở quận 3. Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy tại làng nghề đồ gỗ ở Hà Nội. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube của VNews truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị, thời gian gần đây, cư dân mạng dậy sóng với những lùm xùm quanh TikToker Mr. Pibbs với những chiêu trò cực tinh vi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra, trong ổ nhóm lừa đảo của Mr. Pibbs, nhân viên sale có nhiệm vụ tìm kiếm, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền. Nếu làm việc chảnh mảng, không hiệu quả sẽ bị đe dọa, chút đòn. Theo đó, Thượng úy Trần Công Hậu, cán bộ đội cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy cho biết, để tổ chức điều hành hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam cấu kết và giao Lê Khắc Ngọ, tức Mr. Hunter 34 tuổi, trú tại Hà Nội, thành lập 44 văn phòng tại Việt Nam với 1.918 nhân viên quản lý vùng, quản lý văn phòng và sale, nhân viên kinh doanh. Các nhân viên sale làm việc ở tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp, nơi có an ninh và bảo mật cao. Ngoài ra, các đối tượng sử dụng bộ phận an ninh riêng để cảnh giới và quan sát. Khi phát hiện bất thường, các đối tượng sẽ có cách ứng phó. Ngoài những nhân viên sale, ổ nhóm này thành lập riêng đội an ninh có nhiệm vụ cảnh giác và quan sát camera, ngồi ở cửa các văn phòng để canh. Đáng chú ý, nhân viên sale bị ép chỉ tiêu, không đạt sẽ bị cho ăn đòn, đuổi việc. Khi bị đuổi việc, bộ phận an ninh của ổ nhóm sẽ đe dọa, khống chế, thậm chí nếu nhân viên sale cung cấp thông tin hoạt động của công ty ra bên ngoài, sẽ bị hành hung, gây khó khăn trong quá trình sinh hoạt. Nhân viên trong ổ nhóm của chùm lừa đảo Mr. Pibbs khi đến làm việc phải chấm công bằng vân tay, khuôn mặt, bị kiểm soát về mặt thời gian. Khi về nhà, họ tuyệt đối không được liên quan đến công việc. Toàn bộ máy tính, điện thoại để ở công ty nhằm hạn chế việc cung cấp thông tin hoạt động, tài liệu của công ty ra ngoài. Sau mỗi lần lùa gà thành công, nhận được tiền của khách hàng, các đối tượng dùng tiêu xài cá nhân, mua siêu xe, du thuyền, bất động sản, đô la Mỹ, vàng, khoe trên khắp các nền tảng mạng xã hội để kích thích những bị hại khác tiếp tục tham gia vào hoạt động lừa đảo của tổ chức này. Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 2.661 bị hại nạp tiền vào các sàn đầu tư của TikToker Mr. Pibbs với tổng số tiền gần 50 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tục xuất hiện những vụ việc hành hung người vô cớ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội. Mới đây, ngày 13 tháng 12, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên ép xe máy tấn công tới tấp một thanh niên. Vụ việc được xác định xảy ra lúc 0 giờ 26 phút cùng ngày trên đường 904, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức. Theo clip, nhóm 4 người đi trên 2 xe máy trên đường 904 ép một thanh niên chạy xe máy. Khi nạn nhân ngã xuống đường thì 4 người lao vào liên tục hành hung, chút đòn liên tiếp. Nam thanh niên chỉ biết cách chống đỡ, né đòn. Đáng nói dù nạn nhân đã ra tay van xin nhưng vẫn bị một người thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không thương tiếc. Người chứng kiến cho biết thời điểm trên anh nghe tiếng động mạnh trước nhà. Qua kiểm tra camera thì thấy nhóm thanh niên ra tay liên tục. Theo lời nhân chứng, họ liên tục hành hung nạn nhân chứ không dùng hung khí. Sáng nay, nạn nhân có đến đây để xin camera vụ việc trên thì tôi thấy mặt sưng húp. Được biết trước đó họ mâu thuẫn trước đó ở một quán. Hiện lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức đang truy xét nhóm thanh niên trên. Cũng trong ngày 13 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thị Hồng, 40 tuổi quê Đắk Lắk và Nguyễn Thanh Hồng, 37 tuổi quê Đồng Nai để điều tra về hành vị giở trò đối bại với người chưa đủ tuổi vị thành niên. Theo đó, ngày 5 tháng 12, Công an phường Tân Vĩnh Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tiếp nhận tin báo từ một giáo viên trên địa bàn về việc cháu LQA, sinh năm 2012, quê Đắk Lắk, bị cha dượng là ông Nguyễn Thanh Hồng nhiều lần ép làm chuyện nam nữ. Theo trình bày, cháu A ở với mẹ ruột là bà Lê Thị Hồng và ông Hồng tại một căn nhà ở phường Tân Vĩnh Hiệp. Theo thông tin ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2023, ông Hồng bắt đầu đụng chạm cháu A. Biết được sự việc, nhưng bà Hồng không ngăn cản mà còn nói với con gái không được phản kháng. Sau đó, ông Hồng tiếp tục hành vi đổi bại nêu trên. Đỉnh điểm vào ngày 1 tháng 12 năm 2024, người mẹ bắt con gái phục vụ cha dượng. Thấy con gái không đồng ý, bà Hồng đã khống chế cháu, nhưng QA liên tục phản kháng nên Thanh Hồng không thực hiện được hành vi. Đến ngày 5 tháng 12, cháu A đã kể chuyện của mình với bạn học.
Bạn này sau đó kể lại về cô giáo. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và bắt giữ hai đối tượng trên. Quá trình làm việc với công an, cả hai đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thanh Hồng và Lê Thị Hồng, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng này đến ngày 4 tháng 4 năm 2025. Liên quan đến sự việc một nhóm tài xế, tiếp viên xe buýt làm náo loạn đường phố ở trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, khiến dư luận xôn xao trong những ngày gần đây. Ngày 13 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 3 đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong vụ việc để điều tra. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 3 đã bắt khẩn cấp Võ Thanh Bằng, sinh năm 1963, quê Bạc Liêu, Phạm Duy Niên, sinh năm 2004, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, và Lê Minh Hiền, sinh năm 1987, quê Trà Vinh, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo cảnh sát, ngày 11 tháng 12, clip ghi lại cảnh tài xế, tiếp viên xe buýt tuyến 14 và người giao hàng ẩu đả trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3 được chia sẻ trên mạng. Sau khi nắm thông tin, Công an phường Võ Thị Sáu liên hệ Liên hiệp Hợp tác xã Vận tải thành phố Hồ Chí Minh để mời tài xế, nhân viên xe buýt tuyến 14 và người giao hàng lên làm việc. Hiện khai khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12, anh chạy xe máy trên đường Võ Văn Tần, bị chiếc xe buýt tuyến số 14 ép vào lề đường. Xe bị chao đảo, Hiền bực tức tăng ga vượt lên trước xe buýt, đập tay vào cửa ô tô rồi chửi tài xế. Sau đó, Bằng cầm cây sắt bước xuống xe buýt để giải quyết, dẫn đến sự việc hai bên xô xát. Niên cũng tham gia vào cuộc ẩu đả, cho đến khi người dân xung quanh can ngăn, hai bên mới dừng lại. Vụ ẩu đả khiến Hiền bị xây xát, tuy nhiên cả ba người không yêu cầu xử lý hình sự, từ chối giám định thương tích. Ủy ban Nhân dân phường Võ Thị Sáu cho rằng vụ việc trên xảy ra tại khu vực công cộng, xung quanh là các văn phòng, gần bảo tàng chứng tích chiến tranh, nơi thường xuyên có khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn. Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm khắc để làm gương, Công an quận 3 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 12 tháng 12, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng huyện Thạch Thất đã huy động nhân lực, phương tiện khống chế được đám cháy tại khu làng nghề sản xuất đồ gỗ thuộc xã Hữu Bằng, Thạch Thất. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 tại một xưởng gỗ ở thôn Bàn Giữa, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất. Lửa và khói bốc lên cuồn cuộn từ ngôi nhà 2 tầng rồi nhanh chóng bắt cháy sang các cửa hàng, xưởng đồ gỗ bên cạnh. Người dân đã hô hoán để người bên trong khu vực cháy thoát nạn ra ngoài. Người dân cũng đã thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ, máy bơm nước để khống chế ban đầu nhằm hạn chế cháy lan sang khu vực xưởng lân cận. Công an xã Hữu Bằng đã huy động lực lượng cùng phương tiện khẩn trương tiếp cận, chữa cháy. Nhờ đó đám cháy được khống chế. Sáng 13 tháng 12, nhiều người dân tại thôn Bàn Giữa, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội vẫn tập trung tại dãy cửa hàng, nhà xưởng sản xuất đồ gỗ bị cháy tối qua. Bên trong một số nhà xưởng bị cháy vẫn còn tàn lửa, khói bốc nghi ngút. Theo người dân sinh sống tại đây, có khoảng 10 đến 13 nhà xưởng, cửa hàng sản xuất đồ gỗ đã bị cháy rụi. Sau vụ cháy, nhiều nhà xưởng, cửa hàng đã bị đổ sập hoàn toàn, thiệt hại về tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng. Tuyển được lao động đã khó, giữ chân người lao động còn khó hơn. Hiểu được điều này nên nhiều năm qua ở những địa phương công nghiệp như là Bình Dương thì công tác chăm lo, đảm bảo phúc lợi cho người lao động là ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, cuối năm là dịp doanh nghiệp và chính quyền cùng chung chăm lo lương, thưởng, phúc lợi để người lao động yên tâm ăn Tết và tiếp tục trở lại doanh nghiệp. Làm việc tại công ty này hơn 10 năm nay, ngoài chính sách tiền lương, sự thăng tiến trong công việc thì các khoản phúc lợi khác như thưởng Tết, chế độ công đoàn chính là yếu tố để giúp anh Nguyễn Văn Sang gắn bó và cống hiến với công ty. Cuối năm lại đến với bao bộn bề lo toan, ai cũng hy vọng sau một năm dài nỗ lực, người lao động sẽ được công ty động viên bằng lương thưởng xứng đáng. Mỗi năm thì đã công ty cũng đã chăm lo cho anh em ở cái mức là quá tốt rồi. Thì năm nay thì em cũng hy vọng, tôi cũng hy vọng là sẽ nhận được cái sự hỗ trợ đó. Cũng nó có thể sẽ tăng nhiều hơn so với mỗi năm.
Thấp thỏm, chờ lương thưởng Tết là tâm trạng chung của tất cả người lao động. Bởi sau một năm vất vả, thì đây vừa là khoản tích lũy, vừa cho thấy sự đánh giá, ghi nhận của công ty đối với năng lực, sự cống hiến của mỗi người. Thấu hiểu mong mỏi của người lao động, các doanh nghiệp tại Bình Dương mỗi năm đều trích lập quỹ lương thưởng, ưu tiên đảm bảo phúc lợi cho người lao động. Năm nay, nhờ kinh doanh khởi sắc, nên nhiều doanh nghiệp chăm lo lương thưởng Tết chu đáo hơn cho người lao động. Theo năm nay, theo tôi được đánh giá là công việc rất ổn định, cho nên sẽ có mức thưởng tốt hơn mọi năm. Mỗi năm thì thưởng cán bộ công nhân là 1,5 tháng, và 15% hệ số lợi nhuận của công ty. Nhưng năm nay tôi nghĩ là chắc sẽ tốt hơn. Có các chế độ phúc lợi, rồi cũng có thành lập công đoàn, chăm lo đời sống của cá nhân công ty, của các công nhân viên hiện tại công ty, thì sinh nhật thì cũng có quà, với lại các ngày lễ, ngày chị em phụ nữ. Với lại cuối năm thì cũng có lương thưởng tháng 13, và mỗi công nhân ra về thì sẽ được các sếp, các lãnh đạo thưởng và lì xì cho 500 ngàn và thêm một phần quà 500. Tỉnh Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp đang hoạt động và trên 1,2 triệu công nhân. Trong bối cảnh cạnh tranh các khu công nghiệp ở Đông Nam Bộ như hiện nay, tuyển được công nhân đã khó, giữ được họ càng khó hơn. Vì vậy, Bình Dương luôn ưu tiên các chính sách chăm lo cho người lao động, khuyến khích các doanh nghiệp chung tay đảm bảo quyền lợi và những điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần cho công nhân, nuôi dưỡng nguồn nhân lực. Sở cũng tham mưu cho tỉnh chi bằng ngân sách hỗ trợ cho khoảng hơn 50.000 công nhân lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, là mỗi người 1 triệu trong dịp Tết này. Ngoài ra thì được biết là Liên đoàn Lao động cũng đang vận động các doanh nghiệp và tổ chức nhiều cái hoạt động để chăm lo cho công nhân. Không chỉ chăm lo phúc lợi, lương thưởng, Bình Dương còn là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc xây dựng nhà ở xã hội, giúp người lao động an cư lập nghiệp. Những chính sách nhân văn đối với người lao động mang lại trái ngọt, giúp Bình Dương luôn giữ nhịp sản xuất, phát triển xuất khẩu. Theo như quyết định ban đầu, thì thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2025, tức ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng, tổng là 9 ngày nghỉ. Tuy nhiên, với lịch nghỉ này thì nhiều ý kiến cho rằng học sinh thành phố Hồ Chí Minh nghỉ Tết quá ít, kéo theo nhiều bất cập cho học sinh và các gia đình trong việc thu xếp về quê. Học sinh ít có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi dịp Tết, phải di chuyển những ngày cao điểm, giá vé tàu xe đắt đỏ. Xem xét đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đề xuất điều chỉnh thời gian nghỉ Tết đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn từ ngày 23 tháng 1 đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2025. Như vậy, học sinh sẽ có 11 ngày nghỉ Tết thay cho 9 ngày như kế hoạch ban đầu. Thưa quý vị, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sau khi mở cửa lại trở lại đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng nghìn người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, học sinh và giới trẻ tới tham quan. Song bên cạnh đó thì những hình ảnh về hành vi thiếu ý thức của một số khách tham quan đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi lo ngại về nguy cơ hư hại những di sản vô giá của dân tộc. Và sau nhiều loạt ý kiến lên án hành vi thiếu ý thức trên, thì hiện tại người dân khi đến tham quan bảo tàng đã có những gì thay đổi? Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phản ánh sau. Tại trước mỗi hiện vật, anh Minh Nhật, ngoài việc thuyết minh cho các con về kiến thức lịch sử, thì những câu nói như "con không được chạm vào hiện vật đâu nhé, con chỉ đứng đây và xem thôi" luôn được anh đọc lại. Bởi trước đó đã xảy ra những hành vi thiếu ý thức như leo trèo, đua nghịch trên xe tăng, máy bay và các vũ khí trưng bày gây nguy hại đến hiện vật. Vì là đây là các chứng minh lịch sử của Việt Nam nên là tôi cũng nhắc nhở các cháu là không nên sờ vào hiện vật, để làm sao các hiện vật là được bảo quản được càng lâu càng tốt để thế hệ sau cũng nắm được về cái lịch sử của Việt Nam. Mặc dù mở cửa đã được hơn một tháng, nhưng sức nóng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vẫn không hề vơi đi, và để có thể kiểm soát được các hiện vật khi đón tiếp lượng khách đông đảo, bảo tàng đã có các giải pháp triển khai bảo vệ các hiện vật trưng bày. Sau khi mà bảo tàng đưa vào vận hành thì ngay tuần đầu tiên là chúng tôi đã cảm thấy là khách nó quá tải và nó ảnh hưởng đến cái việc mà bảo vệ hiện vật. Và chúng tôi đã có cái giải pháp là thứ nhất là chúng tôi đã triển khai hàng rào mềm bảo vệ một số hiện vật trưng bày ở trong nhà, và tăng cường lực lượng của cán bộ của các phòng ban của bảo tàng lên để mà cảnh báo rồi nhắc nhở khách tham quan.
bên cạnh những biện pháp của bảo tàng, thì khách tham quan cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ hiện vật, tôn trọng các quy định tại bảo tàng và chú trọng hơn đến hành vi của mình. Sau khi mà có những cái hiện tượng sờ mó để mà làm di chuyển hiện vật thì em thấy là bảo tàng cũng đã có những cái hành động như là có những cái rào chắn barrier để bảo vệ. Thì em thấy hôm nay đến thì mọi người cũng đã có cái ý thức hơn về việc không sờ mó vào để mà làm di chuyển những cái hiện vật này. Được một cái bảo tàng nó to đẹp và nó nhiều hiện vật như này cũng là một cái công sức của rất nhiều người và cả một tập thể, một xã hội. Nên là mọi người trong cái tập thể đấy cần phải có ý thức chung, cái ý thức và ý thức riêng của mình để giữ gìn, bảo vệ cái tài sản này cho không phải chỉ thế hệ mình mà thế hệ của các bạn trẻ sau nữa. Bảo vệ hiện vật là một phần quan trọng trong công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Do vậy, việc trân trọng gìn giữ những hiện vật quý giá chính là trách nhiệm của mỗi người dân, không phải của riêng ai. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 nhằm cụ thể hóa luật thủ đô sửa đổi. Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí. Theo nghị quyết, từ năm 2025 đến năm 2030, thành phố sẽ thí điểm lập vùng phát thải thấp ở một số khu vực của quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, đồng thời khuyến khích các quận, huyện khác lập vùng này. Từ năm 2031 trở đi, các khu vực có một trong các tiêu chí sau sẽ phải thực hiện vùng phát thải thấp. Có hai tiêu chí, đó là vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại quy hoạch thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vùng thường xuyên ùn tắc giao thông và có chất lượng không khí trung bình năm đánh giá trong tối thiểu một năm gần nhất không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!